Trại Cô Gái Bình Mỹ Bắc Tân Uyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Trưa ngày hôm nay là thứ sáu ha. Để bắt hai con này. Ngày mai giao cho ông anh ở Trảng Bom Đồng Nai. Hai con này thì anh nói anh về chơi chơi ập ha, thì đánh đánh đất thích hợp luôn á. Nhồi nhồi tính đòi đá lộn nha không ạ. Con hai dây đúc vàng ha. Con kia thì móc đá lắm. Để nó đá nhau thì nó lỡ cỡ. Đó. Đó, con này thì dữ hơn. Trước nó nốt lòng cái nó hoảng á, giai đoạn bị hoảng cái con mèo nó ấy, nó, cái đầu nó da nó chưa liền này, nó tung cái lòng á. Hai con này thì gù ok á, để dưới đất nó, con Vinh dây vàng này nó chưa chịu chơi nhiều á, em đem lên cao á. Dằn nhau đá lộn. Món cụ của con bên đây. Con này đang thay lông. Đó đòi đá đó. Một con vòng đồng ha, con bên trái này vòng đồng rồi ha, con bên phải là vòng thổ. Bên phải đang nè đòi đập cánh nè. Nói chung thì hai con này tới nái hết rồi ha. Tới nái hết rồi. Đang muốn đi tập lắm ha. Anh đi tập là ok luôn á. Con này em xích trần rồi chơi cũng khá ok rồi. Bán ảnh hai con này là 5 triệu nha anh em. Con 2 triệu rưỡi ha. Hai con 5 triệu nha. Chơi rất mạnh nè. Bữa cũng bán cho anh trai ở Đắk Lắk một con. Ở An Khê Gia Lai chứ. Thì nó cũng chơi nay bắt đầu chơi mạnh lại ha. Nói chung chim thì em xích trần bán thì nuôi cũng lâu lắm rồi. Chim này cũng 10 tháng rồi.
đó, nó cũng chịu cơ cự rồi chơi, anh em cứ về kiên nhẫn tập thêm thì nó sẽ mò chơi thôi. Rồi, bây giờ em xin dừng clip nha. Đó, hồi nãy giờ em đi đóng thùng 10 phút nữa đó, nó còn chơi. Hai bọn này gù nãy giờ cũng 15 phút rồi mới đóng xong hai cái thùng ha. Rồi bây giờ em bắt nha. Rồi, đối với em thì anh em xa thì cứ tin tưởng uy tín ha. Chim sao quán vậy ha. Mày luôn khỏi phải bắt chim cầm tay ha. Hai dây rút vàng ha. Con này giọng âm đồng ha, bám đồng hơn ha. Rồi, con này đen xì ha. Đầu nè, đầu cũng lành ha. Con này âm thổ nha. Rồi, dây rút cam ha. Chân cẳng ok nha. Rồi, vô hộp luôn ha. Đó, con này hai dây rút vàng ha. Đó, nói chung chim mà chơi gù cỡ 15 phút trở lên đó. Ok, còn gù nhưng mà thôi em tranh thủ bắt để em còn đi làm ha. Rồi, chúc anh em ngày mới thật vui vẻ ha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye. Này, chim chú đưa cho anh mới có ngày thứ ba anh đem đi màu đất rồi. Dính đường con hay lắm, chân son quý ơi, đẹp lắm. Lần đầu tiên đem đi dính luôn. Nó thúc gù là nó gù một cái là hai ba chục không, hai ba chục sắp không, mà nó kèm nó ghê lắm đó. Lần đầu tiên anh đem đi quánh nè, chú đưa anh mới có ba bữa đi quánh nó dính luôn.